Hi, xin chào cả nhà. Thì sáng hôm nay Lâm dậy rất là sớm, từ lúc 5 giờ để ra ngoài quốc lộ để mà nhận một món quà rất là đặc biệt chị, từ một chú khách hàng, chú Hùng ở Nha Trang. Đó. Chú nói là chú gửi cho Lâm một món quà, thì các chị hãy theo chân Lâm để biết món quà đó là gì nha. Tại Lâm đang trên đường đi nè, từ nhà Lâm tới chỗ mà anh đón xe chạy ngang qua là cũng tầm khoảng 15 cây số. Xe nói là tới là 5 giờ rưỡi, thì bây giờ Lâm cũng đang còn đi sớm để mà ra đón cho nó kịp anh chị ha. Đó, thì trên đường Lâm đi nè. Hiện tại là mới có 5 giờ nên xe cũng rất là ít. Cái này là từ vườn lan của Lâm mình đi ra ngoài đường quốc lộ, đường Xuyên Á các chị ha. Đường Xuyên Á tức là cái đường này á, là quốc lộ 22, đường Xuyên Á là xuyên khu vực Đông Nam Á của mình luôn. Nếu mà đi theo con đường này thì đi hết các nước Đông Nam Á luôn các chị. Phía trước chính là ngã tư cửa khẩu Mộc Bài, tại vì Lâm ở đây là ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài á. Phía trước này chính là ngã tư cửa khẩu Mộc Bài, mình đi thẳng là qua huyện Bến Cầu. Nếu mà mình rẽ trái qua này nè, tức là đường ở đây là đường về cửa khẩu Mộc Bài đó, 1 km thôi. Còn này Lâm quẹo ra đây, là ra huyện Gò Dầu, tức là Lâm ở huyện Trảng Bàng, nhưng mà Lâm phải chạy xuyên qua huyện Gò Dầu mới tới huyện Trảng Bàng. Đó. Này mình ra ngoài quốc lộ ở huyện Gò Dầu để mà mình đón cái xe chạy ngang các chị, xe Nha Trang đi Tây Ninh. Rồi sau một hồi chờ xe thì bây giờ Lâm đã nhận được cái thùng quà của chú Chính Hùng ở Nha Trang. Bây giờ Lâm sẽ tiến hành đi về để mà đập thùng nha cả nhà. Đó, này Lâm mượn xe trợ lý vợ đi lấy nè. Xe Lâm hư, chưa có tiền sửa nữa. Nhà, các anh chị ủng hộ Lan, Lâm có tiền sửa xe nha. Rồi bây giờ Lâm mua đồ ăn sáng cho con gái xong cái Lâm về. Đó, trên đường Lâm sẽ giới thiệu một chút xíu về cái con đường ngoài về nhà Lâm luôn cho các anh chị cùng xem ha. Rồi, mình đi thôi. Rồi thì chúng ta đang trên đường về nhà của Lâm, về vườn lan Thanh Lâm. Đó, bên tay phải của mình là chợ Gò Dầu nè các chị ha. Đó, phía trước của mình nè, mình đang lên đây là cầu Gò Dầu. Từ thị trấn Gò Dầu mình sẽ chạy qua cầu Gò Dầu ha. Cái này là đường Xuyên Á nè các chị. Đó. Cầu Gò Dầu này người ta cũng hay gọi là cầu xóa nợ. Tại vì lúc trước là ở một bài có casino ở bên Campuchia, thì Việt Nam qua chơi rất là nhiều, chơi xong rồi hết tiền các anh chị, rồi thế thân thế mạng, rồi trốn rồi tùm lum hết, nhảy lầu tự vẫn nữa, thì nhiều người đến đây, đến cái cầu này, tại vì hết tiền để mà chi trả rồi, nên họ đã gieo mình xuống đây để mà tự vẫn. Nên cũng rất là nhiều trường hợp chính quyền địa phương cũng như nhà nước á, họ đã tiến hành là giăng cái lưới ở dưới thành cầu ha, giăng lưới thành cầu ở dưới á, để có trường hợp nếu mà người ta có nhảy xuống thì cũng có cái lưới đó nó dính lại đó, nên rất là mệt luôn các anh chị. Đó là những con bạc khi mà chơi hết nhà hết cửa rồi, bán hết đất đai rồi thì người ta bán luôn cái mạng của mình luôn,
khi mà ba cái mạng mình không thể mà lấy ra được nữa thì kết cục thì như vậy, rất là đáng buồn đúng không ạ? Bây giờ Trung Quốc á, họ đang xây dựng rất là nhiều cái casino rồi khách sạn để mà đánh bài online á, rất là nhiều. Ở bên kia biên giới cửa khẩu Mộc Bài, đó là tỉnh Ba Vét. Đó. Chút xíu nữa tới gần chỗ đó thì Lâm sẽ quay cho các chị xem. Đó, còn ở đây là cái khu này là khu bán cây cảnh nè, cây cảnh, cây giống, rồi hoa lan, hoa kiểng các loại rất là nhiều các chị. Đó, hoa lan nè cũng đẹp lắm luôn á, đen ru màu đó, đen ru màu. Lâm thì chuyên về đen ru nắng đó, đen ru màu làm biến quá đó, quá trời luôn, nguyên cái khu này luôn rất là đẹp ha. Đó, cái này là mình đang tiến hành chạy về khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Hiện giờ nếu mà mình bước chân qua cửa khẩu Mộc Bài, qua bên cửa khẩu bên mé bên Campuchia, mình tưởng đâu là mình đang bị lạc qua bên Trung Quốc các chị, tức là xây nhà cao tầng mà toàn là của Trung Quốc không. Campuchia họ làm gì có tiền mà xây cái đó đúng không? Trung Quốc họ thuê đất lại, thuê đâu có nhiều năm đâu, 99 năm mà đâu được thế kỷ đâu các chị, thiếu năm nữa được thế kỷ đó, thuê 99 năm thôi. Tính thế kỷ nghe nó nhiều quá mang tiếng ha. Đó thì đây là trên đường mình về, mang một món quà đặc biệt từ chú Chính Hùng ở Nha Trang, cũng là một vị khách hàng rất là đặc biệt, rất là quý của Long. Chú có kể với gia đình Lâm là chú là đi biển các chị, chú đi biển, tàu chú đánh bắt xa bờ đó. Chú đi tầm khoảng 20 ngày chú về, chú nói đợt này chú mới về nên chú có gửi cho Lâm một ít quà hải sản để mà Lâm ăn đó, gia đình, để cho gia đình của Lâm, trợ lý vợ rồi nè, con gái rồi ba ông nội ông ngoại nè, rất là quý luôn. Thì chú thật sự là Lâm cũng rất là ngại, nhưng mà chú cứ đòi là gửi bằng được cho Lâm. Vợ Lâm cũng nói là trời ơi, để sau này có dịp rảnh hai vợ chồng với gia đình ra ngoài đó du lịch rồi ghé nhà chú chơi. Mà chú nói là giờ chú phải gửi vô liền, chú không có đợi hai đứa ra ngoài đó chơi được đó. Thì Lâm cũng định là dịch lắng xuống rồi hai vợ chồng tranh thủ á, lâu rồi không có đi du lịch, lúc trước đi du lịch cũng nhiều, nếu mà rảnh rỗi thì mình đi, còn giờ dịch quá, tại công việc của Lâm bây giờ nó bận rất là nhiều các chị, nên buộc Lâm phải dừng lại một thời gian là không có đi đâu hết luôn. Rất là mê đi du lịch, hy vọng sau này chắc review du lịch cho các anh chị xem luôn quá. Đó. Nên nhân tiện đây thì con cũng cảm ơn chú Chính Hùng Nha Trang rất là nhiều vì đã gửi một món quà đặc biệt này đối với con, rất là vô giá luôn, rất là vô giá đối với hai đứa con với vợ chồng con luôn. Đó, cảm ơn chú Chính rất là nhiều. Đi biển thật sự là Lâm thấy rất là cực khổ, nhưng mà chú rất là nhiệt tình luôn. Đó, rất là nhiệt tình nên con rất là cảm ơn với chú. Để chút xíu nữa con về con đập cái thùng này, con quay video cho chú xem luôn nhá, chứ mọi người cùng xem để mà cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của Lâm khi mà được chú Chính Hùng tặng cái thùng quà như thế này, thật sự rất là vô giá đối với con luôn. Cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi bây giờ Lâm sẽ tiến hành về nhà nha. Đó, đây là cái khúc đường mà đi tắt qua nhà Lâm nè. Đó, hai hàng cây về rất là đẹp. Cái đường này chiều chiều thì mình không nên đi cái đường này nha các anh chị,
tại vì lúc chiều mấy đứa trẻ trâu nó hay tụ tập ở đây để mà đua xe, xe độ gì không à, rất là nguy hiểm. Nên thường là chiều chiều Lâm đi đường ở ngoài kia, đường lúc sáng Lâm giới thiệu cho các anh chị á, ngoài cửa khẩu á. Còn này là khu trong này, nó đường này nó tập trung nó đua xe ở đây rất là nhiều luôn, chiều chiều á, giống như là có câu lạc bộ luôn các anh chị. Nữa tới đằng kia Lâm sẽ giới thiệu cho các chị về cái xa xa ở trên cao á. Nhìn trên cao xa xa là cái khu mà casino của Trung Quốc nó xây ở cặp biên giới của Việt Nam mình luôn, ghê lắm. Càng ngày nó càng lớn ra, nó mở rộng ra. Các anh chị ở phía ở trên cao cao kia cuối cái đường á, nhìn qua phía cao cao bên kia là biên giới Campuchia, là có cái khu casino á. Đó, mình càng gần thì nó càng thấp lại. Đó, cái khu casino ở trong kia. Cuối đường nhà lầu rất là cao luôn. Đó. Có vô vườn của Lâm á, thì ở đây là tỉnh xá Ngọc Trơn á. Đó, mình có đi ngang mình hỏi tỉnh xá Ngọc Trơn á. Xong ở đây mình rẽ qua đây ha. Đó, rẽ qua đây, rẽ trái qua đây là đường về hướng nhà Lâm ha. Rồi các anh chị, khi mà mình chạy từ cửa khẩu Mộc Bài vô tới cái cua này gọi là cua Tử Thần á các anh chị, nó nguy hiểm lắm. Tầm khoảng 7 km từ cửa khẩu Mộc Bài vô ha. Là mình xem bên tay phải là có cái bảng là siêu thị Hoa Lan Thanh Lâm này. Đó, thì cái cửa hàng của Lâm là nằm ở đây. Đó, siêu thị Hoa Lan Thanh Lâm. Đó, khi mà mình chạy vô nhà này, mình chạy khoảng 300m nữa là vô tới vườn của Lâm. Đó, mình chạy khoảng 300m nữa các chị. Giờ là đang vô mùa xả lúa các chị, đó, ruộng lúa rất là nhiều. Đó, bên này là ruộng lúa nè. Đó, còn vườn Lan Thanh Lâm là nằm ở đây. Đó các chị thấy không, vườn Lan Thanh Lâm. Đó, rồi vô tới nhà rồi. Lâm sẽ tiếp tục review đập thùng cho các chị xem nha. Nè. Rồi, sau đây clip đập thùng món quà của chú Chín Nha Trang. Món quà to đùng luôn. Bơ coi nè bơ. À. Đây. Đó. 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 Khổng lồ, mặt bự bé bơ luôn kìa. Bự bé bơ luôn kìa bé bơ. Ôi cao bé bơ luôn bơ. Ông Chín kêu ấy, ông Chín. Cảm ơn ông Chín đây. Hải. À đi con. Đó. Hải nó không thấy người nên không có à. Đó, múc ra Nha Trang thăm ông Chín nha. Gì mực siêu to khổng lồ luôn. Bự hơn bé bơ luôn đúng không? À, cá nữa. Cá nữa nè bơ. Đó. Chú Chín đóng thùng rất là kỹ luôn nè cả nhà ơi. Ồ cá bự quá. Bơ, cá bự nè bơ. Đó. Rồi hàng cập bến an toàn nha chú Chín ơi.
Ồ, con mực bự quá. Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy con mực vậy luôn. Ừ, con bự. Con quá. Cái gì? Con mực. Mực hả bơ? Mực. Mực to quá. Mực. Mực. Mốt bơ biết nói rồi, nó cảm ơn ông Chính nha. Con mực. Đó. Rồi, cảm ơn chú Chính rất là nhiều. Con đã nhận được cái thùng quà của chú Chính. Đó, từ lý giờ nãy giờ khui đập thùng rồi đó. Cảm ơn chú Chính rất nhiều, cảm ơn gia đình rất nhiều luôn. Đó, sau này con có dịp ra Nha Trang du lịch, con sẽ ghé nhà chú Chính chơi nha. Rồi, để con xin chú Chính cái công thức để mà làm cái này nữa. Nó bự quá nên con cũng không biết làm như thế nào luôn. Cảm ơn chú Chính rất là nhiều. Mình kết thúc clip tại đây nha cả nhà nha. Ừ, để lại ha. Rồi, bớt để lại đi.